Mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Quý vị khán thính giả thân mến, theo quan niệm và phong tục truyền thống của người phương Đông chúng ta, dựng vợ, gả chồng là chuyện đại sự, có ý nghĩa và ảnh hưởng sâu sắc tới tương lai, tiền đồ của không chỉ riêng hai vợ chồng, mà còn là vận khí của cả gia đình. Bởi vậy, trước khi kết hôn, hầu như gia đình nào cũng đều không thể bỏ qua việc xem tuổi. Và theo tử vi 12 con giáp cho hay, phụ nữ mang tuổi 6 con giáp sau đây được coi là người vợ vượng phu ích tử, đảm đang, tháo vát, vừa giỏi việc nước lại đảm việc nhà. Người đàn ông nào cưới được cô vợ thuộc 6 con giáp này chẳng khác nào cưới được thần tài, sự nghiệp thăng tiến, trong cuộc sống gặp nhiều vận may, càng về già càng nhiều sức khỏe, tài lộc. Thứ nhất, lấy vợ tuổi Mão. Theo tử vi 12 con giáp, phụ nữ tuổi Mão là những người có tính cách ôn hòa, tốt bụng nên luôn được mọi người yêu mến. Phụ nữ tuổi này dù ở đâu cũng sẽ được mọi người quan tâm chăm sóc. Chính vì vậy, đến tuổi cập kê, dù họ không chủ động tìm kiếm, thì các quý ông cũng sẽ tự động xuất hiện, hoặc người quen, bạn bè sẽ giới thiệu các mối tốt cho họ. Nữ tuổi Mão nhìn chung dịu dàng mà sắc sảo, dễ lấy được cảm tình của người đối diện, bất kể là trẻ nhỏ hay người lớn tuổi. Nếu lấy chồng, họ chắc chắn sẽ là hậu phương vững chắc của gia đình. Đàn ông mà lấy vợ tuổi Mão sẽ như có thêm quân sư bên cạnh. Hai vợ chồng cùng nhau cố gắng, người vợ sẽ quán xuyến mọi thứ chu toàn, là tướng vượng phu điển hình. Vấn đề ở đây là nữ tuổi Mão rất có chính kiến riêng. Họ sẽ không thích một người một cách tùy tiện. Chính vì thế, nữ tuổi Mão hay lấy chồng muộn, họ chấp nhận chờ đợi miễn là đúng người. Và sự chờ đợi của họ thường sẽ rất xứng đáng. Nói chung, dù sớm hay muộn, quý ông nào tìm được người phụ nữ tuổi Mão thì rất có thể đó là một mối duyên lành mà ông trời ban cho bạn đấy. Thứ hai, lấy vợ tuổi Hợi. Theo khoa học tử vi, phụ nữ tuổi Hợi tương đối có phúc khí. Kể cả không giàu sang quyền quý thì họ vẫn sẽ có được cuộc sống an nhàn, thuận lợi. Nữ tuổi Hợi sở hữu tính cách dịu dàng, ôn hòa, cộng với việc điều kiện tự thân cũng ổn, nên lúc trẻ sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Không ít người trong số họ yêu sớm, thậm chí sẵn sàng cho việc bước vào hôn trường. Thế nhưng nhìn chung, phụ nữ tuổi này là người giản dị và khá dễ tin người. Lúc còn trẻ, mắt nhìn người của họ không được chính xác. Chỉ cần vài ba lời dỗ ngon ngọt là dễ dàng sập bẫy người khác. Tuy nhiên, tình yêu và hôn nhân vốn là hai chuyện khác nhau. Chỉ có trải qua thời gian dài quan sát, chúng ta mới có thể xác định được đối phương có thực sự phù hợp để gắn bó cả đời hay không. Bởi vậy nên, những cô nàng tuổi Hợi kết hôn muộn nghĩa là họ đã tích đủ kinh nghiệm. Trí tuệ, tâm thế, tất cả ở họ đều đủ chín chắn. Lúc này, họ cũng biết cách nhìn người hơn và tìm được người thích hợp nhất. Đối phương sẽ là người tài giỏi, yêu thương và biết trân trọng gia đình. Kết hôn với một người như vậy, nữ tuổi Hợi đương nhiên sẽ có hậu vận tốt đẹp như ý, không cần lo cơm ăn áo mặc. Thứ ba, lấy vợ tuổi Dần. Theo luận giải của tử vi 12 con giáp, phụ nữ tuổi Dần được biết đến với tính cách mạnh mẽ, tốt bụng và chân thành. Trong cuộc sống cũng như công việc,
phụ nữ tuổi Dần rất có trách nhiệm, đã nói được là sẽ làm được. Không những thế, các quý cô tuổi Dần còn rất giỏi tính toán, là tay hòm chìa khóa xuất sắc trong mỗi gia đình. Sau khi kết hôn, phụ nữ tuổi Dần vừa lo phát triển sự nghiệp, lại vừa biết cách chăm lo cho gia đình. Họ biết cách cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình để vừa có được sự nghiệp thành công cũng như gia đình hạnh phúc. Cưới được vợ tuổi Dần, người đàn ông có thể yên tâm phấn đấu sự nghiệp. Khi về nhà, anh luôn có được gia đình ấm no, hạnh phúc. Cuộc sống của gia đình họ ngày càng thuận hòa, no ấm. Càng về già, phúc lộc càng sung túc, đủ đầy, con cái thành đạt, hiếu thuận. Thứ tư, lấy vợ tuổi Tỵ. Tử vi 12 con giáp cho hay, phụ nữ tuổi Tỵ là con giáp cầu toàn nhất trong số 12 tuổi. Người tuổi này còn được biết đến là con giáp khôn khéo, biết đối nhân xử thế, biết tiến, biết lùi. Chính vì vậy, trong cuộc sống, phụ nữ tuổi Tỵ được nhiều người yêu mến, đi đến đâu cũng có bạn bè. Sau khi kết hôn, phụ nữ tuổi Tỵ vừa lo toan vun vén cho gia đình, lại vừa chuyên tâm gây dựng sự nghiệp. Họ là người vợ đảm đang, nhanh nhẹn, biết nắm bắt các thời cơ. Vì vậy, dưới tài quản lý tiền bạc của người phụ nữ tuổi Tỵ, tài sản trong gia đình họ ngày một sinh sôi. Dù trước kia chồng của họ có nghèo, thì cưới phụ nữ tuổi này về, chẳng mấy chốc họ cũng có được cuộc sống ấm êm, đủ đầy. Càng về già, càng nhiều phúc lộc, điểm may. Thứ năm, lấy vợ tuổi Ngọ. Theo tử vi 12 con giáp, phụ nữ tuổi Ngọ là người rất lạc quan, yêu đời, thông minh linh hoạt và đặc biệt là rất khéo léo trong đối nhân xử thế. Hơn nữa, vì sinh vào năm Ngọ nên tính cách của họ khá rộng rãi, hào phóng, làm việc cũng rất nhanh nhẹn, dứt khoát. Tất nhiên, những người phụ nữ tuổi Ngọ cũng có lúc rất dịu dàng. Họ thích trang điểm, thích thời trang, thích bắt kịp với thời đại mới. Nhưng bất luận trong sự nghiệp hay trong những chuyện nhỏ nhặt của gia đình, thì họ đều có thể xử lý một cách ổn thỏa. Thật ra không chỉ đơn giản thông qua việc giúp chồng thành công để hình dung những người phụ nữ tuổi Ngọ, mà trên thực tế họ đều rất có tài. Họ giúp đỡ chồng mình rất nhiều trong sự nghiệp. Vì vậy, người đàn ông nào gặp được ý trung nhân thuộc tuổi Ngọ thì hãy trân trọng và giữ thật chặt nhé. Thứ sáu, lấy vợ tuổi Sửu. Theo tử vi 12 con giáp, phụ nữ tuổi Sửu là người tần tảo, chịu thương chịu khó, cả đời chăm chỉ, nỗ lực. Dù trong công việc hay cuộc sống, họ đều làm mọi thứ với thái độ nghiêm túc nhất. Nữ tuổi Sửu sinh ra đã chững chạc hơn bạn bè đồng trang lứa. Chính vì vậy, họ luôn giữ vai trò chị cả trong nhóm bạn và có tiếng nói hơn. Con gái tuổi này nhìn chung không thích kết hôn sớm. Họ biết rằng hôn nhân còn gắn liền với vấn đề kinh tế, tài chính. Bởi vậy nên khi còn trẻ, họ sẽ tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn. Họ sẽ không tính đến chuyện kết hôn trừ khi đã có nền tảng kinh tế nhất định. Nữ tuổi Sửu lấy chồng muộn hơn, nhưng khi tình yêu đến, họ sẽ rất trân trọng. Họ sẵn sàng dành hết tâm sức cho gia đình. Nếu nửa kia của họ cũng tham công tiếc việc, thì họ thậm chí không ngại từ bỏ sự nghiệp riêng để chăm lo cho tổ ấm. Trong nhà có nữ tuổi Sửu thì mọi chuyện đều gọn gàng, ngăn nắp, việc gì cũng suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Lấy được vợ tuổi Sửu, người đàn ông có thời gian và không gian
để tập trung cho sự nghiệp hơn. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm là tôn chỉ của những gia đình như vậy. Nói cách khác, nữ tuổi Sửu lấy chồng càng muộn, càng được chồng chiều chuộng và cuộc sống càng sung túc hơn. Quý vị khán thính giả thân mến, cùng nói về chuyện tuổi vợ, tuổi chồng. Người xưa có câu, vợ chồng cùng tuổi nằm duỗi mà ăn. Ý muốn nói tới những cặp vợ chồng nếu bằng tuổi nhau thì cuộc sống vừa thảnh thơi an nhàn, lại vừa có của ăn của để. Và quan niệm này từng khiến rất nhiều cặp vợ chồng bằng tuổi nhau cảm thấy có thêm niềm vui, thêm sự gắn kết vào cuộc hôn nhân của họ. Thế nhưng, theo tử vi 12 con giáp, thì không phải cặp đôi cùng tuổi nào lấy nhau cũng có may mắn được nằm duỗi mà ăn. Đặc biệt, ba con giáp sau đây được khuyên là không nên lấy người cùng tuổi để tránh phạm vào tự hình, khiến hôn nhân xung đột dễ đi đến bờ vực tan vỡ. Thứ nhất, con giáp tuổi Thìn. Đứng về mặt phong thủy, Thìn là hành thổ thuộc dương. Hai người tuổi Thìn lấy nhau thì dương khí quá thịnh, gia đình khó tránh khỏi xung đột. Hơn nữa, xét về tính cách, Thìn đa số đều là người có cá tính mạnh, lại tham vọng, cách tôi trong mình rất lớn. Đôi lúc sẽ bị biến thành sự ương bướng, cứng đầu, bảo thủ. Nếu hai người có cùng xu hướng tính cách như vậy ở với nhau, khó mà đạt được sự hòa hợp. Chưa kể, ai cũng mang tư tưởng là người thống trị, đứng đầu, nên là nam tuổi Thìn rất dễ ra trường. Là nữ cũng không muốn chịu bị chỉ huy, lép vế. Nhìn chung, không ai chịu nhường ai. Mối quan hệ sẽ ngày càng căng thẳng, cãi vã, tranh chấp là điều khó tránh. Người tuổi Thìn cần một đối tác mềm mỏng, biết chế ngự cách tôi xuống để xa đạo yên ấm, thuận hòa. Do đó, nếu tìm được một con giáp khác thì dễ có được hạnh phúc bền lâu hơn. Thứ hai, tuổi Dậu. Nếu đàn ông lấy vợ tuổi Dậu được xem là may mắn lấy được người vợ vượng phu ích tử, thì điều này chỉ đúng với những người đàn ông khác tuổi mà thôi. Còn với đàn ông cùng tuổi Dậu thì lại hoàn toàn không tốt. Bởi theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu đa phần trời sinh là những người tài năng, sống rất có trách nhiệm. Nhưng điểm yếu của họ là luôn thấy mình hơn người, nên có phần kiêu căng. Họ cũng sống rất thẳng tính, cầu toàn, nên thường chỉ trích kẻ khác khi thấy các nhược điểm không vừa ý. Nếu hai người tuổi Dậu kết hôn với nhau giống như hai thanh kim loại va vào nhau, có thể hôn nhân của họ sẽ chứa đầy những mâu thuẫn, cãi vã vì không ai chịu nhún nhường. Một nhà không thể có hai người chiến thắng. Người tuổi Dậu hoặc phải biết kìm lại cái tôi mới mong sống được với người giống mình, hoặc phải tìm một con giáp khác không so đo hơn thua thì mới hạnh phúc lâu dài. Thứ ba, tuổi Ngọ. Trời sinh người tuổi Ngọ hầu hết đều là những người độc lập, yêu tự do, có nhiệt huyết, dường như không bao giờ thỏa mãn với những gì họ đã đạt được. Với trí tuệ và một chút máu phiêu lưu của mình, cuộc sống của họ thường rất sôi động và nhiều màu sắc. Trên khía cạnh phong thủy, Ngọ là hỏa, thuộc dương. Trong nhà có hai Ngọ thì hỏa khí bừng bừng, rất dễ xung sát. Ngoài ra, người tuổi Ngọ thường có nhịp sinh học và lịch làm việc khá đặc biệt. Họ coi công việc là lẽ sống và làm việc không biết mệt mỏi. Nếu cùng làm đối tác, có thể đây là điều tuyệt vời. Họ sẽ dễ dàng cùng nhau phá tan những giới hạn, cống hiến hết mình và tạo dựng được một sự nghiệp lừng lẫy. Nhưng nếu là vợ chồng mà cùng lao vào công việc
không kể ngày đêm. Chưa kể bản tính thích phiêu lưu và tự do. Hai người tuổi ngọ hầu như sẽ chẳng quan tâm gì đến gia đình con cái. Điều này sẽ khó tránh khỏi những mâu thuẫn, cãi vã, lục đục. Người tuổi ngọ cần một bạn đời biết thông cảm, coi việc chăm sóc nhà cửa và con cái là trên hết. Có như vậy thì cuộc sống mới đạt được sự viên mãn lâu dài. Quý vị khán thính giả thân mến, trên đây là một vài luận giải của tử vi 12 con giáp về xem tuổi vợ chồng. Mong quý vị khán thính giả đón nhận những thông tin này với tinh thần hoan hỷ, an lạc. Bởi mọi sự chỉ là tương đối, không nên vì những điều này mà đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe, khiến hạnh phúc hôn nhân bị thiên cưỡng. Vì nếu hai bạn thực sự thu hút, yêu thương, bao dung và thấu hiểu lẫn nhau, thì cuộc sống tự khắc sẽ trở nên bình hòa, an yên. Hạnh phúc từ đó mà mỉm cười với sự vun vén, cố gắng của hai người. Triết lý nhân sinh kính chúc quý vị khán thính giả sẽ luôn bình an, may mắn, công thành, danh toại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.